Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên ở hạng cân 56kg của môn cử tạ đối với Việt Nam đúng không? Vâng, đúng rồi. Tại đấu trường đó chúng ta mới quyết định là chúng ta sẽ nâng bao nhiêu kg đúng không? À. Ở nhà thì toàn nâng được 160 nhưng tại sao lúc đó chúng ta chỉ nâng 150 năm mấy thôi? Đó là do chiến thuật của huấn luyện viên và lãnh đạo. Trước khi ở nhà thì chúng ta có biết được rằng là đối thủ của chúng ta nâng được bao nhiêu cân không? Hoàn toàn không biết. Đến lúc nào thì chúng ta mới biết được rằng là họ nâng được bao nhiêu cân? Đến lúc vận động viên lên sàn và hoàn thành động tác. Tại cái thời điểm ngắn ngủi đó thì chúng ta sẽ phải quyết định rằng là lần 1 sẽ là bao nhiêu cân, lần 2 sẽ là bao nhiêu cân. Vâng. Không chỉ rằng là chúng ta sẽ nâng được bao nhiêu cân ở nhà tập bao nhiêu là quan trọng mà tại thời điểm đó chúng ta phải tính toán. Có phải như vậy không? Là đúng ạ. Các bạn có biết điều này trước đây không về môn cử tạ không? Em không hề có kiến thức về cái này. Em giống bạn. Em cũng không biết đúng không? Vâng. Bản thân tôi cũng không biết. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đăng ký cân bao nhiêu cân thì là đến nơi chúng ta sẽ cân như thế. Nhưng thực tế là như Toàn nói thì hoàn toàn mọi người không biết gì về cái mức cân tạ đấy. Và khi mà đối thủ đến với nhau là mọi người hoàn toàn bí mật về cái mức cân của vâng, nhau. Vâng, đúng. Và tại thời điểm đó nó diễn ra trong khoảng bao nhiêu lâu cả ba cái lần nâng tạ đấy? Mỗi lần nâng tạ xong được 2 phút để chuẩn bị. 2 phút để chuẩn bị tức là tổng cộng cả 3 lần nâng tạ nó mất khoảng 6 phút. 6 phút. Vâng. Và trong 6 phút đó thì chúng ta phải hội ý và quyết định là sẽ nâng bao nhiêu. Vâng. Cái việc mà nâng tạ đấy thì nó không chỉ là sức mạnh mà nó còn là chiến thuật. Vâng. Còn là ý chí. Chỉ trong một thời điểm, một tích tắc thôi thì bạn phải cùng huấn luyện viên của mình phải quyết định. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng là cái sức nặng tâm lý đối với vận động viên cử tạ nó lớn đến mức thế nào. Thực sự đấy là một cái đòn không những chỉ là đấu sức mạnh mà còn là đấu trí nữa để mang về những tấm huy chương cho Tổ quốc. Chúng ta sẽ cùng xem lại những hình ảnh của Trần Lê Quốc Toàn trong kỳ SEA Games 26 với chiến thắng của anh ấy ở hạng cân 56kg. Được một huy chương vàng ở hạng cân 56kg đúng không? Vâng. Điều đó có ý nghĩa như thế nào với thể thao của Việt Nam hay là với môn cử tạ nói riêng? Cử tạ Việt Nam nói chung thì đó là một cái dớp của hạng 56. Ừ. Vì chưa có vận động viên nào ở hạng 56 mà có thể vượt qua vận động viên Indo để mà giành tấm huy chương vàng. Thì đó được gọi là một cái mốc để các vận động viên 56 sau này có thể bước lên sàn và giành chiến thắng. Và chắc hẳn cái người mà thi ở hạng cân 56kg khi mà biết cái dớp như vậy mà gặp Indo thì lúc nào cũng cảm thấy tâm lý rất là nặng. Đúng không? À. Và lần đó thì Trần Lê Quốc Toàn đã chiến thắng và bạn đã bước qua được cái dớp đó để lần tiếp theo thì chúng ta có thể là có những cái thành công vượt bậc hơn nữa. Và nghe câu chuyện của Trần Lê Quốc Toàn thì các bạn đang có cảm giác có lẽ giống như tôi, đó là gần như mọi thứ diễn ra với anh ấy rất là suôn sẻ. Và liệu có phải là như vậy không trong việc tập luyện của Trần Lê Quốc Toàn? Chúng ta sẽ cùng nghe một tâm sự sau đây. Không biết 2009, không biết bao nhiêu đó. Và lúc đó Toàn về là mẹ với hai mẹ con ôm nhau khóc thôi, chứ không chẳng biết để làm gì. Cô rất buồn và rất buồn, rất lo. Tâm trạng lúc đó của huấn luyện viên cũng như bạn viên thì rất là buồn. Thế nên Toàn bị không làm gì được cả, về nhà nằm. Suốt ngày chỉ nằm với, đến khi mà giờ ăn thì nói anh cố gắng gượng dậy để mà ăn thôi. Cái rồi cái anh hãy nói là anh nặng lắm anh ơi. Nhà mình nghèo không có tiền rồi mà anh còn hành hạ mẹ nữa. Câu hỏi của chúng tôi, điều gì đã xảy ra với Trần Lê Quốc Toàn, các bạn có đoán được không? Anh ấy bị ốm, em nghĩ anh bị chấn thương trong khi cầu nguyện. Và câu trả lời là? Chính xác mà. Và Trần Lê Quốc Toàn đã chấn thương vào thời điểm năm 2009. Sau bao nhiêu năm bạn đã tập luyện? Sau 3 năm tập luyện. Mà lúc đó thì thời điểm bắt đầu bị chấn thương bạn đang ở đâu? Lúc đó Toàn ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1. Vì sao lại phải quay trở về Đà Nẵng? Vì lúc đấy thành tích Toàn không phát triển nữa và chấn thương Toàn kéo rất dài. Bạn đã bị chấn thương ở đâu và như thế nào? Toàn chấn thương ở vai và do tập luyện quá căng và ít thả lỏng. Cho nên Toàn bị viêm ổ chảo. Viêm gì? Ổ chảo. Ổ chảo? Vâng, khớp quay.
Thế tức là nó rất là đau đúng không? Và bạn đã bị như thế trong bao nhiêu lâu? Hơn nửa năm mà. Thường là các vận động viên có bị chấn thương như thế không? Thường thì vận động viên chấn thương ở gối nhiều hơn là ở vai. Gối nhiều hơn là vai, và trường hợp của Toàn có thể coi là một trường hợp nặng. Cái hình ảnh nào mà làm cho người ta có thể hình dung về một Toàn hồi đó rất là bi đát và rất là không còn lối thoát? Lúc đấy thì Toàn không còn niềm tin để mà đến với phòng tạ. Toàn rất là xấu hổ khi mà từ đội tuyển quốc gia mà về lại thành phố Đà Nẵng của mình, một cái nhìn rất là khác. Và cái suy nghĩ mà nó tiêu cực nhất với Toàn vào cái thời điểm đó là gì? Toàn chỉ muốn thôi và nghĩ. Điều gì đã khiến Toàn có thể tiếp tục và quay trở lại với môn cử tạ? Đó là cũng nhờ mẹ, anh chị trong gia đình cổ vũ và động viên Toàn rất nhiều. Và Toàn đã bắt đầu tập luyện lại như thế nào? Và thầy huấn luyện viên của Toàn là Phan Văn Thiện đã ra một chế độ tập luyện mới, một số thuốc bổ trợ cơ bắp để giúp Toàn vượt qua cái ngưỡng đó và trở lại. Mất bao nhiêu lâu thì Toàn có thể trở lại được? Toàn gác hơn một năm. Trong một năm đó thì Toàn làm gì? Toàn chỉ ở nhà và tập những động tác nhỏ, kỹ thuật với lại tạ không, tạ tay. Trong một năm đó thì có cảm thấy là nó quá lâu và mình quá là chán không? Và nghĩ rằng là ui, có khi là mình sẽ không thể nào quay lại được nữa. Đối với một vận động viên thì một năm được coi như là rất là dài của một cuộc đời vận động viên. Bình thường vận động viên mà chuyên nghiệp thì chỉ có 7 đến 10 năm là chuyên nghiệp. Còn chưa tính đến là năm tập luyện và bước vào nghề. Bao giờ thì lại được quay trở lại với đội tuyển quốc gia? Năm 2010. Sau đó một năm à? Vâng. Những người khác mà cũng bị chấn thương như vậy thì có những ai mà phải từ bỏ môn cử tạ hoàn toàn không? Có rất là nhiều người. Nhưng mà hầu hết là chấn thương nhẹ, không đến nỗi và phải nặng như Toàn. Chúng ta có thể thấy rằng là không phải là suôn sẻ mọi thứ. Toàn có thể được coi là một tài năng trong môn cử tạ, nhưng rồi anh cũng gặp phải những vấn đề như chấn thương, và chỉ có một điều quan trọng nhất đó là ý chí và nghị lực của anh ý có thể vượt lên tất cả và quay trở lại với môn cử tạ để ngày hôm nay chúng ta có một Trần Lê Quốc Toàn. Chúng ta cũng sẽ cùng xem mọi người thời gian đó sẽ nói gì về thời gian tập luyện này của Trần Lê Quốc Toàn qua một phóng sự sau đây của chúng tôi. Trong cái thời gian Toàn tập trung đội tuyển mà sau chấn thương được trở về địa phương thì tâm trạng lúc đó của huấn luyện viên cũng như bạn viên thì rất là buồn. Cái niềm hy vọng đóng góp cho thể thao Việt Nam cũng như Đà Nẵng là cái con đường đó nó rất là khó khăn. Nhưng sau cái thời gian để chữa trị chấn thương thì Toàn đã quay lại tập luyện rất là nỗ lực và muốn lấy lại cái hình ảnh của Toàn trong những năm trước đó. Qua một phỏng vấn rất là ngắn của huấn luyện viên Phan Văn Thiện, chúng ta có thể thấy sự nỗ lực tập luyện của Trần Lê Quốc Toàn như thế nào để có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất trong công việc tập luyện của mình và trong sự nghiệp của mình. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay nói về vận động viên Trần Lê Quốc Toàn vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Vẫn còn những cái khoảng thời gian khác trong cuộc đời, trong cuộc sống của anh ấy mà chúng ta rất cần xem để biết được anh ấy đã thực sự phấn đấu như thế nào trong cuộc sống của mình. Hãy cùng chờ đón phần tiếp theo của chương trình. Chấn thương nặng bị trả về đội tuyển trẻ Đà Nẵng. 3:30 Toàn dạy phụ mẹ. Cha mất. Hàng ngày phải đạp xe 15 km đến nơi tập luyện. Lúc đi tập bố sẽ ủng hộ con suốt đời. Bố sẽ bên con và che chở cho con. Toàn chỉ nghĩ đó và tập đến trưa là đạp về ăn thôi. Tương lai của Trần Lê Quốc Toàn sẽ như thế nào? Điều gì đã làm nên một chàng trai đầy ý chí và đam mê với môn cử tạ? Toàn chỉ nghĩ là hôm nay tập bài gì, tập luyện như thế nào, giáo án hôm nay ra sao. Hãy cùng đón xem Ngôi Sao Ước Mơ Trò Chuyện 20 để khám phá điều gì đằng sau sức mạnh của nhà vô địch SEA Games Trần Lê Quốc Toàn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp tục với vận động viên Trần Lê Quốc Toàn, vô địch SEA Games hạng 56kg năm 2011. Ở phần này chúng ta sẽ cùng trò chuyện và quay trở lại với quãng thời gian trước đây của Trần Lê Quốc Toàn, những ngày đầu tiên nhất khi mà anh đến với môn cử tạ. Và chúng ta sẽ cùng xem những người thân trong gia đình của anh ấy nói gì về giai đoạn này. Thời gian đầu anh đi tập luyện rất là cực. Anh kêu là Thanh ơi, anh bây giờ anh đang trong thời gian thử thách. Đạp sẽ đạp, mưa, gió hoặc là nắng đôi, đạp xuống dưới đó tập, nhìn anh. Khi mà về đến nơi rồi á, toàn cái mẹ con đói quá. Lúc đó mình mới hiểu ra là con tại mình nó quá đam mê. Cho nên buổi sáng không cần ăn mà đi tập luyện. Tập xong về đến nhà thì đói lạ quá rồi. Lúc đó mẹ nói là
Thôi con chờ cơm đi, để mẹ nấu cơm con ăn luôn, chứ bây giờ cơm chưa chín. Buổi sáng họ nói anh là 4 giờ là phải có mặt trên kia để tập thể dục chung với họ. Em hỏi từ nhà mình lên sân Chi Lăng là cách khoảng cỡ 15 cây. Mà nếu mà anh 4 giờ anh có mặt trên đó thì anh phải 3 giờ hơn, 3 rưỡi anh phải dậy rồi đó. Mà lúc đó thì nhà rất là nghèo, thành ra đạp chiếc xe đạp rất cũ. Anh cứ đạp từ từ, cộc cạch, anh kêu có hôm đạp lên mất nửa tiếng, có hôm hơn. Thì lúc đấy cảm thấy rất là tội cho anh. Vì sao 3 rưỡi mình còn nằm ở nhà ngủ, còn anh thì phải đi làm để kiếm tiền về lo cho gia đình. Nhiều khi nghĩ mà rất thương anh lắm. Toàn nghe những người thân trong gia đình mình kể thì có nhớ lại cái giai đoạn đó không? Lúc đấy thì nhà rất là nghèo, không có được như những người khác. Nhà có mỗi chiếc xe đạp thì 3 giờ 3 rưỡi thì toàn dạy phụ mẹ dọn hàng ra rồi lóc cóc đạp lên trên sân Chi Lăng. Lên đến đấy thì 4 rưỡi thì đội cũng bắt đầu dạy và khởi động, bắt đầu chạy vòng quanh sân lớn và vào tập thể lực. Và hồi đó mẹ Toàn bán đồ gì buổi sáng? Đồ ăn sáng cho học sinh tiểu học. Và lúc đó thì trong gia đình có ai kiếm tiền khác không ngoài mẹ? Chỉ còn mỗi mình mẹ, còn hai em Toàn đi học. Còn hai anh thì đi làm xa. Tháng mà dư giả thì gửi về một ít. Thế lúc đó Toàn không đi học ở trường nữa à? Toàn nghỉ được hơn 2 tháng đó, từ lúc đi tập. Cái lúc mà xin nghỉ học thì mẹ có đồng ý ngay không? Mẹ không đồng ý vì mẹ không muốn là còn nhỏ mà không được học đến nơi đến chốn. Mà tại sao Toàn không cố gắng đi học tiếp? Vì lúc đấy hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, không còn đủ tiền để mà lo chi tiêu cho ba anh em đi học nữa. Thế Toàn đã xin mẹ như thế nào trong cái chuyện nghỉ học đấy? Toàn đã xin rất nhiều. Toàn nói là Toàn đủ lớn để đi làm rồi, thì Toàn không phụ giúp nhiều, cũng phụ giúp ít. Cái lúc mà đến với môn tạ đấy, bạn có nghĩ rằng là mình sẽ thành công không? Mới bắt đầu đến với cửa tạ thì Toàn không nghĩ đến là thành công sau này. Toàn chỉ biết tập luyện hết sức mình, đam mê của mình thôi. Thì sau này nếu như có hay không có thành công thì đó cũng là một cái nghề, một cái ngành mà mình đã chọn. Và mỗi một lần mà trên đường đạp cái xe lọc cọc như vậy 15 km để đến thì bạn nghĩ gì? Tôi chỉ nghĩ là hôm nay tập bài gì, tập luyện như thế nào, giáo án hôm nay ra sao. Thế còn chuyện ăn uống thì sao? Lúc đấy thì chắc chưa đói. Tập như thế thì phải bồi dưỡng, thì bạn có được bồi dưỡng gì ở đó, ở cái trung tâm tập luyện không? Rồi lên đó thì hầu như là lúc đấy là mình chưa phải là vận động viên của thành phố. Nên không được như các vận động viên của thành phố rồi, thì được ăn sáng tại trung tâm. Thế thì bạn sẽ phải lấy một cái nguồn ở đâu để mà ăn bồi dưỡng cho mình, chứ nếu không thì không thể tập được. Toàn chỉ nhịn đói và tập đến trưa là đạp về ăn thôi. Chiều có phải đến nữa không? Chiều 2 giờ là phải dậy để đạp lên. Và đến chiều mấy giờ thì mới lại được quay về? 5:30. Thời gian đó có đi làm thêm gì để mà kiếm tiền không? Nhiều lúc mà sáng tập chiều nghỉ thì Toàn có thể Toàn đi bốc phát, bốc gạo, bốc lúa. Cứ như vậy thì đến bao giờ người ta mới chấp nhận bạn vào đó để tập một cách chính thức? 2 tháng. Và sau 5 tháng tiếp theo thì bạn đã giành huy chương vàng ở giải trẻ toàn quốc năm 2005. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại với thời điểm năm 2005 để xem những người thân trong gia đình Toàn nói gì về giai đoạn này. Trong cái nguyện vọng của ba Toàn á, là muốn Toàn được thành tích tốt. Con tập con làm đăng con đem huy chương về cho gia đình vui. Đó, cái lời coi như lời cuối cùng của ba nói với Toàn như vậy. Toàn viêm trong lòng á, nhưng mà Toàn là trong nhà là Toàn là lì lắm, không bao giờ mà nói ra được những cái lời trước mặt ba mẹ hoặc là những gì đó. Nhưng Toàn nhà nói là con sẽ cố gắng. Thì lúc anh Toàn đi về là ở đây nói chung là ai cũng biết là anh Toàn được huy chương, thành ra là nhà trường em cũng xin nhà trường cho em ở nhà nghỉ để đón anh Toàn về. Thì khi anh Toàn về, việc đầu tiên anh Toàn là lên bàn thờ thắp hương cho ba. Xong cái Toàn có nói là con tặng ba huy chương. Trước khi đó, trước khi ba mất là ba có nói con, bây giờ con đã thành công đem huy chương về anh tặng ba. Anh còn nói với mẹ là mẹ ơi, đây là số tiền mà con vất vả tập được. Mẹ lấy số tiền này mà lo cho hai em ăn học giùm con. Con không lo được cho anh em thì mẹ giúp con lo cho các em. Và em thấy anh Toàn được khóc. Hai mẹ con ôm nhau mừng khóc lần đầu tiên thấy cái số tiền lớn quá. Hồi đó thì bạn đã
giành huy chương vàng và bạn đã nhận được số tiền là bao nhiêu tiền? 700 ngàn ạ. Và lúc đó thì mẹ bạn có nói rằng là đấy là một số tiền rất là lớn so với cả gia đình của mình lúc đó. À. Bố bạn đã mất vào khi nào? Trước khi Toàn thi đấu 2 tháng. Ông rất là ủng hộ cái việc theo cử tạ của bạn đúng không? Vâng. Và khi mà bố bạn mất thì bạn có biết không? Lúc đấy là một buổi sáng chủ nhật. Thì trước 2 tháng thi đấu thì đội tuyển cử tạ thành phố Đà Nẵng thì tập trung không được về lưu tới gia đình. Thì lúc đấy Toàn đang ngủ thì thầy Thiện mới vào gọi Toàn là Toàn ơi dậy đi, anh trở về, bố mất rồi. Thì Toàn cũng rất bỡ ngỡ là không biết phải thật hay không. Thì đến lúc về tới nơi thì Toàn mới biết. Có nhiều người khi mà những người thân trong gia đình mất hoặc là họ có những cái cú sốc nào đó về tình cảm thì họ rất là suy sụp và họ khó có thể vượt qua được cái nỗi đau buồn đó. Thì Toàn đã làm như thế nào? Bởi vì sau đó 2 tháng bạn đã phải thi đấu cái giải đầu tiên của mình. Đó là cái tâm nguyện của ba Toàn. Toàn nhớ là lúc mà ba Toàn ngồi nói chuyện với bác thì ba Toàn có nói là thằng này Toàn á, nó không làm, chứ nó làm phải bằng được. Khi nào làm xong nó mới nghĩ, ý chí của nó rất lớn. Thì Toàn cũng nghĩ về điều đó và Toàn cố gắng theo tâm nguyện của ba, Toàn làm được. Bố bạn có ốm lâu không trước khi mà mất? Bố Toàn ốm rất lâu nhưng mà không dám nói với gia đình, không dám nói với vợ và với con. Bố Toàn chỉ im lặng sau bệnh nặng quá rồi thì đi khám mới biết là ung thư phổi. Toàn đã biến những cái suy nghĩ về việc bố mất đến nó thành một cái điều gì? Bố sẽ ủng hộ con suốt đời. Bố sẽ bên con và che chở cho con. Và bây giờ thì Toàn có những kế hoạch riêng gì cho bản thân? Bạn đã có bao nhiêu tấm huy chương tất cả rồi? Kế hoạch tiếp theo của Toàn sẽ là chinh phục giải vô địch châu Á tiếp theo. Còn huy chương của Toàn thì nhiều quá đấy không hết. Giải vô địch châu Á tiếp theo là vào năm bao nhiêu? Năm 2013. Bạn có phải nâng cái mức tạ của mình lên so với cả cái mức hiện tại không? Toàn nghĩ sẽ cố nâng lên 2-3 cân nữa. Năm nay Toàn bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay Toàn 24 tuổi. Bao nhiêu năm nữa thì Toàn có thể cống hiến cho môn cử tạ? Toàn nghĩ sẽ 4 năm nữa. Toàn sẽ học lớp huấn luyện viên. Và sau khi mà con đường vận động viên kết thúc thì Toàn chuyển sang huấn luyện. Và Toàn nhìn thấy tương lai của môn cử tạ Việt Nam như thế nào? Vào thời điểm hiện tại thì đội tuyển Việt Nam mình rất là tốt, nhiều vận động viên thành tích.